Bích cũng đùng đùng xin nghỉ phép, với lý do là cậu nghỉ phép nên công việc không còn nhiều. Nhưng cô ấy quên, trách nhiệm phải còn giúp việc cho tôi nữa chứ. Việc Bích xin nghỉ phép không liên quan gì đến tôi. Tôi chắc chắn là cậu và Bích đã có bàn bạc với nhau rồi. May mà sếp Toàn không đồng ý, cứu cậu một bàn thua trông thấy đấy. Nếu cô chủ Thiên Trang biết thì cô ấy không vui đâu. À, sao thế anh? Trang này, ngày mai anh không thể cùng em lên thăm bố được. Tại sao? Anh đang được nghỉ phép cơ mà. Hay là có việc gì đột xuất à? Không, em chỉ cần biết là anh không thể đi cùng em được. Không thể đi cùng em? Hay là anh không muốn gặp bố em? Anh nói rõ ra đi, rốt cục là anh có chuyện gì? Anh xin lỗi. Sao gọi mà không nghe máy? Có chuyện gì đấy hả bố? Ôi, bố ơi, y tá, bác sĩ đâu rồi?